Hello! Welcome back to our Hospitality English Show. And today, we are going to talk about restaurant terminology. And the first word, we have a la carte menu. A la carte menu. What does that mean? Cái từ này có nghĩa là gì? A la carte có nghĩa là thực đơn gọi món lẻ. And next, we have set menu. Set menu. Set menu là thực đơn cố định. A la minute. A la minute. Từ này được dùng để diễn tả những món ăn được chuẩn bị trong thời gian ngắn sau khi khách hàng gọi món. Từ tiếp theo chúng ta có đó là on the fly. On the fly. Từ này được sử dụng để miêu tả những thức ăn được ưu tiên chuẩn bị trước. Từ tiếp theo chúng ta có là garden service. Garden service. Từ này có nghĩa là các món ăn được phục vụ trên xe đẩy. And next, we have flambé. Flambé. Flambé có nghĩa là kỹ thuật đốt rụng. Appetizer. Appetizer. Từ này có nghĩa là món khai vị. After appetizer, we have main course. Main course. Sau khai vị chúng ta có gì? Chúng ta có món chính. Finally, we have dessert. Dessert. Đây là món tráng miệng. Alright, today we have learned a lot of useful terminology. But guess what? More is still coming. Stay tuned. Bye.